Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay cô Vicky và chú Hương trong đầu tháng 12, trong cái tháng 12 này lại trở về dành tình thương, dành tình cảm yêu thương cho bà Chính. Những ngày bệnh hoạn cũng được tình thương của cô Vicky và chú Hưng cứu giúp cho bà Chính trong lúc bệnh hoạn, mua thuốc, đồ ăn, thức uống cho bà Chính. Bà Chính đã vượt qua cái những ngày bệnh, và những ngày bệnh thì không có đi bán vé số. Bởi vì vậy mà cô Vicky với chú Hưng rất là thương cho bà Chính. Ngày hôm nay cô Vicky và chú Hưng gửi tặng cho bà Chính món quà, đó chính là 300.000, số tiền của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ tặng bà Chính 300.000, và cùng với áo lạnh và nón len cảm tạ món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng. Cầu chúc cho cô Vicky và chú Hưng được sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Bà Chính ơi, nay cô Vicky và chú Hưng quay trở về đây để gửi tặng cho bà Chính số tiền 300.000 cùng với áo lạnh và nón len để bà Chính đi bán vé số trở lại. Bà Chính có gửi lời gì đến cô Vicky và chú Hưng? Bà Chính chia sẻ. Cảm ơn cô Kỳ với chú Hưng cũng có lòng vậy, cũng mà Chính cảm ơn nhiều. Những con gà gỗ nó cũng nhờ tiền của cô thuốc uống rồi bữa nọ ăn thức ăn rồi, cũng cầu chúc cho cô nhưng chú Hưng một điều may mắn làm đâu được đó, rồi giờ lại với chú sống trăm tuổi. Chú Hưng với nhưng chú Kỳ sống trăm tuổi, Chính cảm ơn Chính sống lâu trăm tuổi. Yeah. Rồi bây giờ bà Chính đã nhận tiền rồi, bây giờ bà Chính sẽ khui quà ra và bà Chính mặc áo ấm và nón len. Yeah. Rồi bà Chính đội nón len lên đi, nón len đó bà Chính. Bà Chính ơi, nè nón len nè bà Chính đội đi. Dạ. Đội lên nha, quay lại. Đó, rồi đội từ ở dưới lên, chồng ở dưới kìa. Ở dưới đây nè, bà Chính ở dưới đây nè, chồng lên. Đó, dạ, nè, chồng lên vậy nè. Đó, dạ, chồng lên, bà Chính sẽ thay sim y nè, cô Vicky chú không? Dạ, dạ không, đội vậy giờ giống như cái tay thỏ bé yêu rồi. Đó, dạ. Không vậy hả? Dạ, đúng rồi bà Chính ơi. Đó, hồi nãy bà Chính đội kiểu kia là giống tay thỏ bé yêu hả? Dạ không bà Chính ơi, nè bà Chính quay lại diện chắc quá như một công chúa rồi. Cái này mặc lâu, tháo ra, tháo ra, dạ tháo bọc ra bà Chính. Dạ, ở đây đó bà Chính nói này nha. Đó bà Chính sẽ mặc áo ấm của cô Vicky và chú Hương tặng cho bà Chính. Bà Chính mua chuối ăn nè cô Vicky và chú Hương, bánh mì treo trên tường nữa. Ừ, ăn chuối luôn rồi. Áo ấm đẹp quá bà Chính ơi. Ừ, chồng vô hả? Dạ. Không phải chồng, kéo dây kéo xuống. Kéo dây kéo xuống. Rồi bà Chính mới mặc vô mới kéo. Ừ, đẹp quá bà Chính ha. Cái này đi mưa không có bị ướt các bà Chính. Ừ. Áo lộ da nè. Ở trong có lớp lông nữa Chính. Ấm áp lắm á. Ừ, có ướt không? Dạ không. Mưa ướt nó chảy nước mưa xuống trên áo này luôn á. Giải dù mà giải nè. Không có ướt á bà Chính ơi. À, đó bà Chính thấy lớp lông không? Bà Chính sờ vô lớp lông coi mịn không? Đó lớp lông đẹp quá bà Chính nè. Đẹp lông khô đó. Dạ. Ấm áp mùa đông về. Dạ. Quá đẹp chứ bà Chính ơi. Dạ, bà Chính đẹp quá cô ha. Dạ. Rồi bà Chính kéo xin te lên đi, kéo dây kéo lên. Dài. Dạ. Vậy mới ấm bà Chính ơi. Bà Chính mặc vô ấm lắm á. Dạ. Ừ. Nước nó chén hay gì hay dạ. Chén được. Dạ. Yeah. Sao chín? Ừ. Con kéo ơi. Sao kéo hay sụm nụ à? Ừ. Đó, kéo lên. Cái hay cái được. Dạ. Cái nóng luôn hả? Cô nóng luôn á bà Chính. Đó, ấm lắm luôn. Đẹp quá nghe cô ha.
Dạ đẹp quá. Đó, bà Chính mặc rồi nè, COVID kia và chú Hưng ơi, ấm áp tình yêu thương luôn á. Bà Chính nói coi hôm nay bà Chính đau khỏe chưa? Chính bớt rồi. Vậy hả, khỏe lại rồi phải không? Nhiều, bớt, còn đi bán kiếm tiền được. Còn đi bán kiếm tiền được, nhưng mà thuốc đồ gì uống rồi phải không? Rồi. Dạ. Hết thuốc rồi. Dạ, mấy bữa trước rồi kho thịt nồi, thịt với hột vịt ăn bà Chính ăn ngon không? Ngon chứ, ăn mấy bữa luôn á. Vậy hả, dạ. Cô Kỳ với chú Hưng á. Giờ mà Chính cho Chính này áo mưa, áo lạnh với áo nón lên á. Chính mừng lắm, cảm ơn cô Kỳ chú Hưng nhiều. Cảm chúc chú Hưng á, với chú Hưng á là nhiều may mắn. Dạ. Nhưng Chính không biết nói giờ, giờ Chính cảm ơn con nhiều. Dạ. Quá là lòng thương Chính. Chính cảm ơn. Dạ, cô Vicky và chú Hưng đã dành tình thương cho bà Chính, ngày hôm nay quay trở về với hoàn cảnh của bà Chính, trao tặng cái số tiền là 300.000 cùng với một cái áo lạnh và một cái nón len. Trong cái lúc bà Chính khó khăn đi bán giấy số, những ngày tháng bệnh hoạn cũng được cô Vicky với chú Hưng cho thuốc uống, cho đồ ăn. Đến bây giờ bà Chính cũng đỡ bệnh rồi và bà Chính cũng bắt đầu đi trở lại đi bán giấy số. Ngày hôm nay tình thương của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ Quốc gửi tặng cho bà Chính cái số tiền là 300.000 cùng với cái áo lạnh và nón len để giúp cho bà Chính mùa đông về có áo mặc và nón đội trên đầu đi bán, cảm thấy ấm áp tình yêu thương. Nguyện cầu chúc cho gia đình của cô Vicky và chú Hưng được nhiều sức khỏe, bình an, chuyện lành đưa tới, điềm giữ đưa đi. Sở nguyện thì được tỳ tâm, sở cầu thì được như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin cảm tạ cái món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng rất nhiều, thương cho hoàn cảnh của bà Chính. Dạ nay tình thương của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ gửi tặng cho bà Chính. Bà Chính có lời gì bà Chính chia sẻ? Cảm ơn cô Kỳ với chú Hưng. Cảm đồng cho Chính mừng lắm á. Chính rất tạ ơn nhiều. Chính cầu chúc cho chú Hưng với Kỳ nhiều điều sức khỏe. Làm gì được nấy. Chính nói sao giờ Chính cảm ơn mừng quá trời luôn. Có áo bạn thì mừng lắm đó. Với lạnh lắm có áo bạn. Chính nay con mất bớt rồi. Chính nói con cảm ơn con đồng một con. Dạ rồi, cảm tạ quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng rất nhiều, thương cho bà Chính. Con chúc cho bà Chính nhiều sức khỏe. Nếu có món quà tiếp theo con sẽ quay trở về đây với bà Chính nha. Cảm ơn con. Dạ.